Các bạn thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và ngay sau đây sẽ là những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Suốt 2 ngày qua thì truyền thông Hoa ngữ chấn động vì scandal Ngô Diệu Phàm bị hot girl Đỗ Mỹ Trúc tung ra loạt phốt xấu từ sân gái sinh từ fandom, dụ dỗ trẻ vị thành niên cho đến dùng tiền bịt miệng, mua chuộc người đăng bài. Người hâm mộ tỏ ra vô cùng bức xúc và mong chờ Ngô Diệu Phàm lên tiếng giải thích vụ việc. Cuối cùng thì sau 2 ngày im lặng, sáng sớm ngày hôm nay 19 tháng 7, cựu thành viên của EXO đã đăng bài thanh minh. Trước đây tôi không muốn phản hồi vụ việc là không muốn làm rối loạn trình tự làm việc bên phía cơ quan tư pháp. Chẳng thể ngờ rằng sự im lặng của tôi lại dung túng cho những kẻ tung tin đồn. Lần này tôi không thể nhịn được nữa rồi. Thực chất tôi chỉ gặp cô Đỗ đúng một lần trong một buổi tụ tập với bạn bè vào ngày 5 tháng 12 năm 2020. Không có chuyện chuốc rượu, thu điện thoại, càng không có những chi tiết mà cô miêu tả. Ngô Diệu Phàm tiếp tục bức xúc. Ngày hôm đó có rất nhiều người tham dự tiệc có thể làm chứng cho tôi. Tôi rất xin lỗi vì đã làm phiền tới công chúng. Tôi khẳng định chưa hề có những chuyện như là tuyển phi, dụ dỗ gian dâm, cưỡng bức hay những liên quan đến trẻ vị thành niên. Nếu như có những hành động như vậy, mong tất cả mọi người yên tâm. Tôi sẽ tự mình vào nhà tù. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả những lời mình nói ra. Bên cạnh đó thì phía studio của Ngô Diệu Phàm cũng đã đăng thông cáo báo chí chính thức, khẳng định sẽ truy cứu trách nhiệm theo pháp luật, tố Đỗ Mỹ Trúc lợi dụng dư luận cố tình lập một tài khoản giả mạo studio nam ca sĩ để tự fake tin nhắn, để tung tin đồn thất thiệt. Phía studio đã báo công an về hành vi sai phạm này. Tuy nhiên thì rất nhiều người nhận ra sau khi đăng bài viết này, nhiều bình luận quá khích của netizen xứ Trung bên dưới bài viết của Ngô Diệu Phàm có nội dung như là cuốn xéo khỏi Trung Quốc đi, mau đi đi, gã đàn ông đê tiện đều đã bị nam ca sĩ xóa hết, chỉ để lại những bình luận tốt đẹp như là em tin ở anh, chúng em vẫn ủng hộ anh. Trong một diễn biến khác thì mạng xã hội xứ Trung bất ngờ đào lại livestream cũ của Trịnh Sảng, một nhân vật tưởng chừng không hề liên quan đến scandal này. Trong livestream này thì mỹ nhân Thị Phi bất ngờ chia sẻ một chuyện. Trước đây tôi có đi ghi hình với Ngô Diệu Phàm, mọi người cứ nói chúng tôi là hai anh em cùng khổ. Anh ấy bảo tôi không hợp với chuyện yêu đương, tôi cũng nói lại, thật ra anh cũng đâu có hợp chuyện hẹn hò. Trên mạng xã hội thì netizen xứ Trung bàn tán, dự đoán đúng quá nhỉ, cả hai đâu có hợp chuyện yêu đương tình ái này đâu. Hai anh em cùng khổ có khác, em thì bị phong sát, anh thì giờ đây sự nghiệp đứng trên bờ vực đổ bể. Trịnh Sảng tiên tri luôn cho anh mình đấy, cả hai cùng khổ vì chữ tình. Hàng loạt các thương hiệu lớn như là Lancome hay là LV đã ẩn bài viết tuyên truyền cho Ngô Diệu Phàm. Cá biệt đã có thương hiệu ra thông cáo báo chí khẳng định họ đã chấm dứt hợp đồng với nam ca sĩ. Trong một diễn biến khác thì Đỗ Mỹ Trúc cũng đăng tối hậu thư yêu cầu trong vòng 24 giờ tới, Ngô Diệu Phàm phải mở họp báo tuyên bố rút khỏi làng giải trí Cbiz, bằng không sẽ khiến cựu thành viên của EXO thân bại danh liệt. Không chỉ vậy thì Ngô Diệu Phàm được yêu cầu phải viết thư tay xin lỗi tới mỗi nạn nhân. Và hiện nay thì netizen xứ Trung đang đẩy thuyền nhiệt tình Trịnh Sảng và Ngô Diệu Phàm. Đầu năm 2021 này thì Trịnh Sảng mở bát cho một năm đầy sóng gió của làng giải trí Hoa ngữ với lùm xùm con cái cùng chồng cũ Trương Hằng. Và điều này khiến hình ảnh thanh thuần thẳng thắn trước đây của cô hoàn toàn sụp đổ. Đặc biệt thì việc Trịnh Sảng thua trong phiên tòa giành quyền nuôi con với chồng cũ Trương Hằng đã khiến cộng đồng mạng chẳng thể bênh vực nổi cho người đẹp này nữa. Hành động vô trách nhiệm của cô nàng đã rõ rành rành và chính vì lùm xùm này Trịnh Sảng đã đánh rơi sự nghiệp của mình và chắc hẳn chẳng còn đường quay lại showbiz Hoa ngữ nữa. Còn về Ngô Diệu Phàm thì hiện tại anh đang là pháo vương thị phi hàng đầu của Cbiz, bị tố bắt cá nhiều tay với các cô gái trẻ ngây thơ, chưa trải sự đời. Với lùm xùm khiến cả Cbiz phải thức khuya ăn dưa thì Ngô Diệu Phàm bị khán giả cũng như là nhiều nhãn hàng quay lưng. Và rất có thể thì mỹ nam đình đám này sẽ nối tiếp bước chân của Trịnh Sảng bị cấm cửa khỏi Cbiz. Nhìn vào những lùm xùm của hai ngôi sao Cbiz nói trên thì chắc hẳn các bạn cũng thấy họ là người tám lạng kẻ nửa cân. Chưa kể thì cả hai đều xứng tầm đỉnh lưu Cbiz nữa. Nếu như Trịnh Sảng từng chiếm sóng top tìm kiếm suốt nhiều tuần liền với lùm xùm của mình thì giờ đây Ngô Diệu Phàm cũng bao thầu những 11 từ khóa trong top tìm kiếm chỉ trong vòng một đêm. Và thế là Trịnh Sảng và Ngô Diệu Phàm lại được dân tình ghép đôi nhiệt tình. Và nếu có ngày họ rơi vào lưới tình của nhau thật thì chắc chắn mạng xã hội sẽ bị tê liệt luôn chứ chẳng đùa. Mà thuyền Phàm Sảng nghe cũng hợp lý quá đúng không nào? Người là nhà đầu ngốc của Cbiz, người thì là chàng trai truyền thống, thích những cô gái ngây thơ, sạch sẽ, có nét đẹp nội tâm. Đây chẳng phải là mối nhân duyên trời định hay sao? Chúng mình là Top Sao Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để liên tục cập nhật những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!